Hello mọi người, chào mừng mọi người đang quay trở lại với Tech Room. Và mình là Sang Thí. Trước giờ thì mình làm khá nhiều thủ thuật liên quan tới cách để các bạn có thể sử dụng wifi hiệu quả hơn này, chia sẻ bằng khẩu wifi, làm nhiều thứ nữa. Nhưng mà cuối cùng mình mới phát hiện ra mình chưa làm một thứ mà nhiều bạn còn đang thắc mắc. Đó chính là cách để mà lái lại những mật khẩu wifi các bạn từng đăng nhập vào trên chiếc điện thoại của mình nhưng bây giờ quên mất mật khẩu. Không cách nào để có thể đăng nhập cho các thiết bị khác, hoặc là chia sẻ cho các bạn những người các bạn muốn chia sẻ nhưng các bạn lại không nhớ nổi mật khẩu wifi, những cái bus wifi mà các bạn từng đăng nhập vào trên thiết bị của mình. Thì qua video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể lái được mật khẩu wifi từ chiếc máy của bạn đã từng đăng nhập vào và chia sẻ cho những chiếc máy khác một cách dễ dàng, đơn giản nhất. Bắt đầu thôi. Và giống như những cái thủ thuật khác mình từng chia sẻ đến anh em thì chúng ta đều phải tới cái bước đầu tiên là bước chuẩn bị và điều kiện. Thì chúng ta cần chuẩn bị và có những điều kiện gì? Các bạn phải có chiếc điện thoại Android. Đó là cái điều kiện bắt buộc nhất, bởi vì hiện tại trên iOS thì hình như là vẫn chưa làm được cái cách này. iOS phải chia sẻ wifi giữa các thiết bị iPhone với nhau nhưng mà cách lấy lại mật khẩu thì có vẻ chưa làm được. Đó là thứ nhất. Còn điều kiện là gì? Là chiếc điện thoại Android của bạn đã lên được Android 10 là phiên bản thấp nhất. Thế là 10, Android 11 thì đều có thể làm được, nhưng bắt buộc thấp nhất là Android 10. Như vậy là xong ha. Ở đây mình đang có một chiếc máy thỏa điều kiện như vậy, là chúng ta đã có thể xem lại những mật khẩu wifi mình từng đăng nhập trên thiết bị này rồi. Bước tiếp theo rất đơn giản, các bạn sẽ truy cập vào phần trình điều khiển wifi của máy. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái mạng wifi mình đang đăng nhập cũng là cái wifi mình đang có mật khẩu ở đây. Ok ha. Và không chỉ máy Xiaomi, đó là giao diện của điện thoại Xiaomi thôi, chứ phần lớn tất cả những điện thoại khác trên thị trường sau khi lên Android 10 đều có tính năng này, chỉ là ở giao diện khác và cách bật lên khác thôi. Ở đây thì Xiaomi cho chúng ta một option là chạm vào để chia sẻ mật khẩu, thì các bạn chạm vào thôi, nó sẽ hiện lên cái mã QR code. Và để chia sẻ cho mọi người thì các bạn sẽ mở chiếc điện thoại kia lên, rồi dùng phần mềm camera có khả năng quét được QR code. Chúng ta sẽ quét QR code trên chiếc máy này. Ví dụ ở đây thì mình đang sử dụng cái Google Lens để mà quét. Google Lens đã nhận diện được cái mã QR này, chúng ta nhấn tìm kiếm thì ngay lập tức nó sẽ hiện lên cái bus ở đây. Tên của Wi-Fi là Techroom Nest, bus là 0902/2019. Các bạn cũng có thể nhấn ngay lập tức vào nút tham gia mạng để kết nối vào cái Wi-Fi này. Như vậy là xong, các bước vô cùng đơn giản. Đây là nếu các bạn có thêm một thiết bị nữa và muốn chia sẻ cho mọi người và xem lại mật khẩu Wi-Fi bằng cách này luôn. Nhưng mà nếu các bạn chỉ có một chiếc máy thì chúng ta cũng có thể làm được điều này bằng cách chụp ảnh màn hình lại nha. Sau đó các bạn ra ngoài vào bên trong một ứng dụng nào đó mà mình đề xuất ở đây là Google Photo cho nhanh, vì mình nghĩ là ai cũng có Google Photo rồi. Chúng ta sẽ bấm vào bức ảnh này và chọn vào phần Google Lens. Chúng ta sẽ có 4 option bên dưới thì các bạn chọn vào Google Lens. Ở đây Google Lens sẽ nhanh chóng detect được cái QR code có trong màn hình và nó cũng sẽ hiện lên ở đây là mật khẩu của cái wifi này là 0902/2019. Như vậy là các bạn đã có thể lấy lại được cái mật khẩu mà các bạn đã quên một cách hoàn toàn dễ dàng và vô cùng đơn giản. Ok đúng không? Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để mình có thể lấy lại những cái mật khẩu từng đăng nhập trên điện thoại Android của mình, ít nhất là Android 10 mà các bạn không nhớ, để có thể chia sẻ cho mọi người, hoặc là lấy lại để các bạn làm được việc gì đó thì mình không biết, nhưng mà đó là cách để các bạn có thể làm được chuyện đó nhanh, đơn giản và dễ dàng nhất. Mình mong là thủ thuật này thì sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình cuộc sống hàng ngày xung quanh chiếc điện thoại của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Tech Room. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.